Với thành tích ấn tượng, Nguyễn Thị Kim Cương trở thành vận động viên nữ đầu tiên hoàn thành đường bơi 2 km trong 34 phút 41 giây và đường chạy 21 km trong 1 giờ 53 phút 41 giây. Cô đã xây dựng khoảng cách lớn với vị trí thứ hai Hoàng Thị Lành lên tới 14 phút 44 giây. Đây là một chiến tích ấn tượng khi Cương đã đánh bại mọi đối thủ trong cuộc đua Ironman Việt Nam, một sự kiện của đội tuyển xe đạp và triathlon Việt Nam. Trước giải đấu, cô đã được đánh giá cao và dự đoán sẽ giành ngôi vô địch. Xuất phát từ môn xe đạp, Cương đã chuyển sang thi đấu phối hợp 3 môn triathlon, bơi chạy đạp xe từ tháng 9 năm 2022 để đối mặt với thách thức mới. Trong quá trình đào tạo, mặc dù đã có kinh nghiệm trong xe đạp và bơi lâu năm, môn chạy vẫn là thử thách lớn đối với cô. Cô cảm thấy không tự tin nhất khi phải chạy trong các cuộc thi phối hợp. Hơn nữa, cô đã phải vượt qua chấn thương rạn xương chưa lâu. Tuy nhiên, nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng ngôi vô địch nữ tại cự ly Ironman Solo. Kim Cương cũng từng ghi danh vào lịch sử triathlon Việt Nam khi đoạt huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia triathlon tháng 7 với thời gian 1 giờ 13 phút 58 giây. Với những thành tích đỉnh cao, Kim Cương thực hiện nghi thức gõ chiêng dành cho các nhà vô địch của Ironman Việt Nam.